và các bạn thân mến, nhân dịp chào xuân 2017, Đà Lạt sẽ tiếp đón du khách ở khắp nơi với những hoạt động vui chơi giải trí và những chương trình được dàn dựng công phu. Trong đó, du khách không thể bỏ qua cơ hội được ngắm muôn vàn sắc hoa và tham gia vào ngày hội hoa anh đào đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt. Đà Lạt, nơi quy tụ của tất cả các loài hoa đẹp. Đến đây, du khách có thể ngắm hoa ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Mỗi loài hoa đều ẩn chứa một vẻ đẹp, mang đến một nét đặc trưng riêng cho thành phố. Vào mỗi dịp đầu xuân, công tác chuẩn bị cho du khách tham quan trở nên gấp rút và chu đáo hơn. Đà Lạt, một không gian ấn tượng của quê núi đại ngàn. Không chỉ thu hút du khách với hàng trăm loài hoa khác nhau, chương trình đón xuân Đà Lạt 2017 sẽ tổ chức ngày hội hoa anh đào lần đầu. Du khách khi đến với thành phố Đà Lạt vào tháng 12 hàng năm sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Anh đào nhuộm hồng các con đường ở Đà Lạt, thu hút du khách trong và ngoài nước. Anh đào được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được diễn ra hết sức chu đáo. Hàng nghìn cây hoa anh đào được chăm sóc để nở hoa vào đúng dịp đầu xuân. Trong hơn một tháng vừa qua, một tháng rưỡi, thì đã hình thành được một chương trình của ngày hội hoa anh đào, gồm có là 7 chương trình chính theo thông báo của ủy ban và 7 chương trình hưởng ứng. Để như vậy là các chương trình đó hầu hết nằm trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, để chúng ta phục vụ du khách vừa tham quan khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Đồng thời thì cũng có một số cái chương trình mà nó diễn ra ở thành phố Đà Lạt, để khách có thể vừa chiêm ngưỡng những cái ngày hội ở Tuyền Lâm, đồng thời ở Đà Lạt. Cái ngày hội hoa anh đào này, như chúng ta biết, là từ khi thành lập Đà Lạt cho đến nay hơn trăm năm rồi, đây là ngày hội đầu tiên. Mà đây là cái cây hoa anh đào bản địa của Đà Lạt chúng ta. Và như vậy là nó sẽ làm quảng bá cho cái Đà Lạt, thương hiệu cho Đà Lạt. Chương trình lễ hội hoa anh đào được tổ chức đang xen nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội ánh sáng, lễ hội đường phố tại đường hầm điêu khắc, lễ hội ẩm thực trong khuôn viên của Terracotta, giải góp hoa anh đào tại Sacom, thi nhiếp ảnh về hoa anh đào. Vâng, thời điểm diễn ra ngày hội hoa anh đào sẽ được ban tổ chức thông báo cụ thể trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, Đà Lạt còn là điểm dừng chân cho những ai yêu thích sự mới lạ và độc đáo. Ắt hẳn quý vị sẽ không thể bỏ qua khu homestay có mặt ở khắp nơi trong thành phố Đà Lạt và một số hoạt động giải trí khác. Từ rất lâu, du khách khi đến với thành phố ngàn hoa đã rất quen thuộc với loại hình lưu trú tự túc tại các khu homestay độc đáo. Dù ở trung tâm hay ngoài ô thành phố, du khách cũng có thể lựa chọn cho mình những khu lưu trú phù hợp với phong cách của mình. Mọi thứ sẽ trở nên thoải mái hơn khi các bạn lựa chọn một không gian nghỉ ngơi thoải mái và tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại thành phố ngàn hoa. Bên cạnh những hoạt động tham quan về thành phố hoa, Đà Lạt khoác lên mình một diện mạo mới trong năm 2017 bằng những chương trình được dàn dựng công phu, nhằm mang đến một sân chơi lý thú cho không chỉ riêng các bạn trẻ, mà thông qua các sự kiện được diễn ra, du khách sẽ phần nào cảm nhận được sự năng động và rất riêng nơi thành phố hoa này. Chương trình cao đao cuối năm 2017 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trong những hoạt động đáng chú ý của năm. Đây là một sân chơi vừa trẻ trung, năng động
và tràn ngập không khí chào xuân Đinh Dậu. Với tất cả những hoạt động được diễn ra tại thành phố Đà Lạt, hy vọng quý vị sẽ có những ngày thật thú vị và bổ ích. Quỳnh Thư hy vọng quý vị sẽ có nhiều lựa chọn cho một chuyến du lịch thật vui vẻ. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thành phố năng động nhưng ôn hòa, thành phố của hoa, của những công trình kiến trúc độc đáo. Nơi đây, du khách không chỉ được hòa mình tận hưởng bầu không khí trong lành, cảm nhận sự thân thiện của con người Đà Lạt, mà còn được trải nghiệm những hoạt động vô cùng lý thú,